xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi các trận đấu, diễn biến của các trận đấu nằm trong khuôn khổ giải bóng chuyền hơi nam Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn của huyện Định Hóa năm 2023. Đây là giải đấu chào mừng 88 năm ngày thành lập Dân quân Tự vệ Việt Nam, 28 tháng 3 năm 1935 và 28 tháng 3 năm 2023. Trước mắt chúng ta sẽ là cặp đấu của vòng 1/16. Ở phía gần này chúng ta đang theo dõi các vận động viên nam trong trang phục áo màu đen, đó là Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Thịnh. Và bên kia sân, các vận động viên nam trong trang phục áo màu xanh, đó là các vận động viên của Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Đình. Hiện nay thì trọng tài đang cho hai đội thực hiện các thủ tục quan trọng để trước khi bước vào diễn biến chính của trận đấu. Đây cũng là một trong những cặp đấu là cũng được ban tổ chức đánh giá khá cao. Hy vọng là sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những pha bóng quyết liệt. Giải đấu này dành cho những vận động viên là cá nhân đang tham gia lực lượng dân quân tự vệ và ban chỉ huy quân sự của các xã thị trấn trên địa bàn huyện Định Hóa. Vậy là trận đấu đã chuẩn bị được bắt đầu, hai đội đang bắt tay nhau. So với các giải đấu trước đây, đây không phải là một giải đấu mở rộng, đó là giải đấu trong ngành lực lượng dân quân tự vệ. Tuy nhiên thì cặp đấu này cũng sẽ hứa hẹn đem đến cho quý vị và các bạn những pha bóng hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của trận đấu. Và thông báo với quý vị và các bạn là các trận đấu của giải đấu này sẽ còn tiếp tục được lần lượt đăng tải trên kênh YouTube ATK miền quê Hà Nội. Nếu như quý vị quan tâm thì hãy tiếp tục theo dõi kênh bằng cách nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo khi các trận đấu được đăng tải. Phía đội Đồng Thịnh có hai ngòi nổ đáng chú ý, đó là số 2 và số 92. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Và xử lý bóng đầu tiên, bóng rơi bên phần sân của đội Phú Đình và điểm số đầu tiên cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Thịnh 1-0. Bóng thứ hai, điểm số vẫn thuộc về Đồng Thịnh. Điểm số là 2-0 rồi. Phú Đình đập bóng ra ngoài, điểm cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Thịnh, điểm số 3-0. Thưa quý vị và các bạn, là trận đấu đang được diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao của huyện Định Hóa. Ở trong nhà thi đấu lúc này đang có 4 cặp đấu được thi đấu trên 4 sân khác nhau. Tình huống ra tay đầu tiên của số 92 bên đội Đồng Thịnh. Vận động viên của Phú Đình cũng đã chạm được tay vào bóng nhưng pha bóng rất khó và bóng đi ra ngoài. Điểm số cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Thịnh lúc này là 4-0. Một sự khởi đầu khá thuận lợi. Nhưng đáng tiếc là pha bóng đầu tiên của vận động viên số 5 bên Đồng Thịnh phát bóng lại không thể qua lưới. Phú Đình giành lại quyền phát bóng, điểm số 1-5. Xin lỗi, điểm số 1-4. Một tình huống đáp lễ, Phú Đình cũng không thể phát bóng ghi điểm, bóng không an toàn. Điểm số cho Đồng Thịnh là 5-1. Có 3 pha bóng phát bóng liên tiếp rồi, hai đội phát bóng chưa thể qua lưới, một đội phát bóng thì lại đi quá xa. Bóng trong sân, điểm số cho Đồng Thịnh 6-2. Đến với giải đấu lần này thì các vận động viên nam của Đồng Thịnh, lực lượng dân quân Đồng Thịnh cũng đem đến với giải đấu một lực lượng khá đồng đều so với những giải đấu trước đây. Thì giải đấu này Đồng Thịnh được ban tổ chức đánh giá là một trong những đội có khả năng lọt vào những vòng sau.
đệm bóng tinh tế của số 2 bên đội Đồng Thịnh. Và bóng nâng điểm số lên cho ban chỉ huy quân sự Đồng Thịnh đã là 7-2 rồi. Bên phía Phú Đình vẫn chưa có thể cải thiện được thế trận của trận đấu. Đội cho Đồng Thịnh ghi điểm. Vâng, rất đáng tiếc cái cổ tay của số 2 có ý đồ xử lý bóng, nhưng rất đáng tiếc là bóng lại đi không chính xác. Điểm cho Phú Đình 3-7. Vâng, một pha chặn bóng tốt của đội Phú Đình. Điểm số là 4-7. Đồng Thịnh đã có pha xử lý thành công. Bóng đã bật chắn của đội Phú Đình trước khi đi ra ngoài sân và điểm cho đội Đồng Thịnh. Điểm số là 8-4, khoảng cách đang là 4 điểm. Xử lý cuối cùng của vận động viên áo số 8 bên đội Phú Đình, bóng không thể qua lưới. Thêm một điểm nữa cho Đồng Thịnh, điểm là 9-4. Đồng Thịnh đánh bóng đi ra ngoài và điểm cho Phú Đình. Điểm số 5-8. Không có một pha phối hợp hiểu ý nhau. Vừa rồi là một pha phối hợp nhưng đáng tiếc là tình huống vừa rồi số 5 của Đồng Thịnh đã không hiểu ý đồng đội. Bóng đã rơi tự do bên Đồng Thịnh một cách đáng tiếc. Và này Đồng Thịnh tiếp tục để Phú Đình ghi điểm. Điểm số là 7-9. Cũng có thể nói là tình huống quan sát và pha xử lý cũng đã rất tốt của số 92 bên đội Đồng Thịnh. Điểm số đã là 17. Không có một tình huống bọc lót kịp thời của Đồng Thịnh. Bóng rơi tự do. Điểm số là 8-10. Bóng không qua lưới, điểm cho Đồng Thịnh. Điểm số 11-8. Một pha xử lý tốt của số 2 Đồng Thịnh. Tình huống xử lý bóng hợp lý. Điểm số là 12-8. Bóng qua lưới nhưng đi ra ngoài và điểm cho Đồng Thịnh 13-8. Khoảng cách đã là 5 điểm. Một sự khởi đầu khá thuận lợi cho Đồng Thịnh. Điểm số 14-8 tiếp tục cho Đồng Thịnh. Phú Đình cũng đã giành được quyền phát bóng và điểm số là 9-14.
tiếp tục điểm cho Phú Đình. Điểm số 10-14, khoảng cách cũng chỉ là 4 điểm thôi. Diễn biến của trận đấu vẫn đang ở phía trước. Của đội Phú Đình. Điểm số cho Đồng Thịnh 15-10. Lỗi chạm lưới của Phú Đình. Điểm cho Đồng Thịnh 16-10. Phú Đình có tình huống đá bóng tốt. Số 92 Đồng Thịnh bóng lại đi lệch sân, bóng ra ngoài. Và một tình huống xử lý của số 5 Đồng Thịnh thực sự là bóng pha xử lý không được tốt. Điểm cho Phú Đình, điểm số là 13-15. Vâng, thưa quý vị, là điểm số chính xác trên sân đang là 17-13 dành cho Đồng Thịnh. Điểm số là 18-13. Bóng không thể qua lưới. Điểm số 20-13. Vậy là chỉ còn một điểm nữa thôi. Và chỉ huy quân sự Đồng Thịnh sẽ là đội giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên. Cố định đã bóng không qua lưới. Vậy là Đồng Thịnh có điểm số thứ 21 ở trận đấu đầu tiên. Trận đấu đầu tiên, ban chỉ huy quân sự xã Đồng Thịnh giành chiến thắng với điểm số là 21-13. Ngay sau đây thì hai đội sẽ tiến hành đổi sân để cùng bước vào diễn biến của trận đấu thứ hai. Trận đấu sẽ được diễn ra trong ít phút nữa. Thank you.
đang trên màn ảnh chúng ta lúc này là cặp đấu giữa ban chỉ huy quân sự xã Bảo Linh và ban chỉ huy quân sự huyện Định Hóa. Vâng, đó là xã Phượng Tiến. Thưa quý vị, đó là thị trấn Trợ Chu. Khi bước vào diễn biến của trận đấu thứ hai thì bên phía đội Đồng Thịnh có sự thay đổi người. Vận động viên số 5 đã được cho thay ra nghỉ và thay vào đó là nam vận động viên số 29. Vâng, ngay sau khi đổi sân thì các vận động viên nam của Phú Đình ở gần màn hình chúng ta đang theo dõi trong trang phục áo màu xanh dương. Bên kia sân là nam của ban chỉ huy quân sự huyện Định Hóa trong trang phục áo màu xanh đen. Trọng tài đang kiểm tra lại vị trí của hai đội. Bước vào set đấu thứ hai này thì đội Phú Đình sẽ là đội phát bóng trước. Mọi thủ tục của trận đấu đã xong, set 2 đã bắt đầu. Hai cái nam kia đứng đấy vướng người ta đánh bóng được gì. Tình huống phối hợp đầu tiên của đơn vị Đồng Thịnh, điểm số là 1-0. Pha xử lý vừa rồi có vẻ là thiếu tập trung của số 5 bên phía đội Đồng Thịnh. Đập bóng của số 29 Đồng Thịnh đã không thành công. Điểm Phú Đình 4-2. Đó là tình huống xử lý tốt. Số 2 bên phía Đồng Thịnh đã đưa bóng về phía biên 4. Phú Đình phát hiện nhưng tình huống cứu bóng là với một tư thế quá khó. Ghi điểm bên phía Đồng Thịnh, đó là tình huống xử lý của số 29.
Điểm số được cân đều cho hai đội là 4 đều. Phú Đình đang cố gắng đưa bóng trong cuộc. Vậy là bóng không thể trở vào trong cuộc rồi. Tổng Thịnh dẫn điểm 5-4. Vâng, đây là một tình huống phối hợp hay của Đồng Thịnh. Pha đập bóng của số 92, bóng đã đập vào đầu của vận động viên số 81 bên phía đội Phú Đình trước khi ra ngoài. Phú Đình xử lý bóng lỗi. Chính xác hơn đó là pha xử lý bóng không thể qua lưới của Phú Đình. Điểm số là 8-4 cho Đồng Thịnh. Pha bóng vừa rồi trọng tài thổi lỗi của đội Phú Đình đã để chạm lưới. Điểm là 9-4 cho Đồng Thịnh. Phối hợp quá tốt. Điểm số là 10-4 rồi. Tiên thì các vận động viên nam ban chỉ huy quân sự xã Đồng Thịnh đã giành chiến thắng với điểm số là 21-13 và họ lúc này cũng đang dẫn trước. Vâng, tiếp theo vừa rồi chúng ta được theo dõi một pha phối hợp nữa của Đồng Thịnh. Các vận động viên của Phú Đình không kịp trở tay trong pha bóng vừa rồi. Thêm một pha chắn bóng tốt nữa. Tình huống đưa bóng qua lưới của đội Phú Đình đã bị số 5 Đồng Thịnh bắt bài. Trọng tài lại nhắc nhở các vận động viên nam của Phú Đình đối với những tình huống xử lý bóng. Điểm cho Đồng Thịnh đang là 12-5. Số nữa, điểm số là 13-5. Nếu như chuyền hai của Đồng Thịnh thực hiện tốt những pha bóng chuyền bóng của mình thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều điểm số đẹp mắt nữa được ghi. Vậy là Phú Đình đã phải xin hội ý lần thứ nhất ở trận đấu này. Thì có thể nói là phải áp dụng 3 chắn thì mới có thể hóa giải được. Nhưng tuy nhiên thì với pha bóng phối hợp khéo léo, nếu như số 92 của Đồng Thịnh biết tận dụng chiều cao và sức bật của mình thì Phú Đình cũng khó mà có thể hóa giải được những tình huống phối hợp như vậy. Bóng không qua lưới, điểm số cho Phú Đình. Sau những nỗ lực thi đấu đã giành lại quyền phát bóng. Điểm số là 6-14. Vâng, pha bóng vừa qua thì số 92 của Phú Đình phát bóng ra ngoài.
điểm đầu kính 15 6. Đây là tiếc bóng đi ra ngoài. Vâng, trọng tài xác định trước khi ra ngoài đã chạm tay của đội Phú Đình. Vâng, chính xác là trọng tài biên. Trọng tài biên đã xác định bóng ở trong sân, thưa quý vị. Phòng thủ nhưng bóng ngoài sân. Thêm điểm số nữa cho Đồng Thịnh. Điểm số trên sân đang là 17-7. Bóng rơi trong sân. Và như vậy là pha bóng này thì trọng tài viên lại bắt ra bóng ra ngoài. Chính xác là bóng đã rơi dính vạch, nhưng đối với Đồng Thịnh thì một điểm số như vậy thì cũng không cần thiết. Điểm đang là 87 nghiêng về Đồng Thịnh. Sau pha bóng của số 92, Phú Đình đánh bóng ra ngoài sân thì Đồng Thịnh có điểm số, đó là điểm số thứ 18 rồi. Điểm là 18-8. Hội chiến thắng 2-0 cho Đồng Thịnh ở trận đấu này là rất khả thi. Chắn nào đưa lên để chặn bóng trong tình huống bóng vừa rồi. Tình huống chuyền bóng và phối hợp của Đồng Thịnh như vậy khiến cho đối thủ cũng khó mà có thể hóa giải được. Phối hợp tốt của Đồng Thịnh. Tình huống kết thúc ghi điểm của số 5. Đây là điểm số đã là 28. Thế trận của trận đấu này có thể nói là thuộc về Đồng Thịnh rồi. Họ chỉ cần ghi một điểm số nữa thôi. Và sẽ đấu kết thúc sớm hay muộn thì phụ thuộc vào đối thủ của họ, đó là Phú Đình. Liệu rằng có thể lội ngược, lật ngược tình thế hay không? Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một thế trận rất khó. Vâng, pha cứu bóng vừa rồi không thành công và điểm cho Đồng Thịnh ở set đấu đầu tiên. À, xin lỗi set đấu thứ hai. Điểm số là 21-9. Chung cuộc Đồng Thịnh giành chiến thắng 2-0. Như vậy là Đồng Thịnh đã giành quyền vào chơi vòng 1/8. Thưa quý vị, là sẽ còn rất nhiều trận đấu của giải đấu này được đăng tải, sẽ được lần lượt đăng tải trên kênh. Nếu như quý vị quan tâm thì hãy nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi các trận đấu được đăng tải. Thời gian tới thì kênh sẽ còn rất nhiều các trận đấu để gửi đến quý vị. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.